hỏi nghiêm túc các bạn này. Các bạn ấy đã từng nói dối bố mẹ của mình chưa? Hoặc là bạn bè của mình chẳng hạn. Nếu mà các bạn ấy đã từng nói dối bố mẹ mình rồi, hoặc là sau này sẽ tiếp tục nói dối bố mẹ mình nữa, thì hãy nên xem video này. Bởi vì video này á, cũng có một cậu bạn ấy rất hay nói dối. Và việc cậu ấy nói dối như vậy thì sau này sẽ dẫn đến một hậu quả vô cùng là kinh khủng đấy các bạn ơi. Vậy thì các bạn ấy có tò mò ấy là hậu quả đối với những cái bạn ấy mà hay nói dối là gì không? Thì các bạn ấy nhớ theo dõi từ đầu đến cuối video để biết ấy là cái cậu bạn này nhận cái hậu quả gì nhá. Cái cậu bạn ấy mà Hà Sam nói đến chính là cái cậu bạn này. Bây giờ nhìn ngoại hình của cậu ấy thì đang rất là bình thường đúng không? Mình sẽ chọn, có thể chọn màu da cho cậu ấy luôn được nè, rồi chọn cả quần áo này, rồi chọn cả tóc cho cậu ấy được luôn. Thì ngoại hình ấy thì mình sẽ chọn cậu ấy là màu da hơi hồng hồng vàng vàng một chút nha các bạn nha. Rồi quần áo thì màu gì đây? Ui màu nâu này, màu xanh này. Màu xanh này cũng đáng yêu rồi các bạn ơi. Thôi mình sẽ chọn màu xanh này và tóc. Tóc màu xanh cho nó gọi là tông sệt tông đi các bạn ơi. Màu xanh không được nói dối. Oh my god các bạn ơi. Bài kiểm tra của cậu bạn tóc xanh này các bạn ạ. Bài kiểm tra này có điểm 0-0 thôi các bạn ơi. Tức là điểm rất là kém luôn á. Chắc chắn là cậu bạn này ở nhà lười học này các bạn này. Lười học nên là điểm nó mới kém như thế này nè. Chứ còn nếu mà ấy, mình cố gắng chăm chỉ học tập vào mỗi buổi tối thì chắc chắn là điểm nó không thể thấp như thế này được. Thôi chết rồi, điểm của mình mà thấp như thế này á, về mà bảo mẹ mình ấy, chắc chắn là mẹ mình sẽ mắng mình. Tốt nhất là anh xé nó đi. À nhưng mà không, hoặc là đốt nó đi cũng được. Đốt nó đi cho nó mất hút. Còn xé nó thì mẹ mình vẫn thấy. Nhưng mà không được, nếu mà đốt thì nguy hiểm lắm. Không ngờ cậu bạn này là to gan đến như vậy. Cậu này định muốn là phi tăng cái tờ giấy thi đi các bạn ơi. Mà cậu này đang muốn đốt các bạn ạ. Đốt là không được đâu. Đốt nên là rất là nguy hiểm đấy. Cháy nguy hiểm lắm. Thôi được rồi, mình nghĩ rồi, mình sẽ xé nó. Ui sao lại xé? Ui ơi, xé tan tành này à. Ui vứt trọt ra. Ui ơi. Ui mẹ của cậu ấy nè. Hay con trai, con đã nhận được bài thi chưa? Mẹ hỏi thì trả lời đi chú. Không biết là lúc này cậu ấy nghĩ gì ta. Các bạn ơi, cậu ấy nghĩ rằng ấy sẽ nói dối mẹ mình ấy là ấy, sẽ nhận được bài thi vào tuần sau này. Hoặc là ấy, cậu ấy sẽ trả lời rằng là vâng con nhận được rồi 100% luôn. Nope. Khó rồi nha. Cậu ấy hai câu đều là nói dối hết các bạn ơi. Thì không biết là sao ta. Thôi được, chắc là cậu ấy sẽ chọn trả lời mẹ là đã nhận được rồi này. Và là được 100% luôn này. Làm tốt lắm con trai. Ôi, mẹ hiểu lầm và cậu đợi. Tiên này các bạn ơi. Ta đã nhận thấy là con đã nói dối mẹ con. Con tên là gì? Các bạn ơi, cái bạn tóc xanh này là ai? Tuy là nói dối mẹ mình, không bị mẹ mình phát hiện. Thế nhưng mà ấy, có một bà tiên, bà đấy có thể nhìn thấy được hết tất cả mọi việc. Và bà ấy phát hiện ra là cậu bé này nói dối mẹ của mình. Tên cậu bé này là gì đây các bạn ơi? Thì bây giờ mình sẽ đặt tên cho cậu bé này được nha. Thì mình sẽ đặt tên là tóc xanh mong manh đi. Về bạn tóc xanh mong manh này. Tóc xanh mong manh luôn. Tóc xanh chứ, mình chỉ được đặt cho tóc xanh thôi. Thế thì mình đặt tên cậu này là bong luôn. Ok rồi, ok bong tiếp nè. Nếu mà con tiếp tục nói dối như vậy thì con sẽ cao và gầy và mũi con sẽ dài ra. Vậy con phải làm như thế nào đây? Hà Sam, tớ phải làm như nào? Làm như thế nào ấy, đâu có phải là việc của tớ. Tại vì cậu là rất hay nói dối rồi thì bây giờ cậu hỏi bà tiên đi. Bà tiên ơi, con không muốn có cái mũi dài đâu. Và làm thế nào để không bị nguyền rủa nữa bà tiên nhỉ? Bây giờ con chỉ cần là một người nói dối dở nhất thế giới. Sau đó lời nguyền sẽ được loại bỏ. Là người nói dối dở nhất thì lời nguyền sẽ được loại bỏ. Nhưng mà mũi mình sẽ lại dài ra đúng không các bạn? Không biết bà tiên nói như vậy thì có đúng không nữa. Nhưng mà có vẻ như là bạn này cũng tin rồi ha. Wow, đây là trong lớp học các bạn ơi. Ôi cô ơi, các bạn là trốn hết rồi cô ơi. Các bạn trốn hết rồi. Trời ơi, cái cậu bạn tóc xanh này cũng trốn theo luôn này các bạn ơi. Mà nhảy thì không qua các bạn nè. Eo ơi. Hey. Eo ơi, mình nhẹ cân quá. Tại vì hôm qua mình ăn không đủ no. Eo
Cố lên, cố lên. Rồi, lên rồi, lên rồi, lên rồi. Nhưng mà ai cậu bạn này là không được như thế đâu. Tự dưng lại trốn học là sao? Ê. Rồi, cô nhìn thấy là cô phát hiện ra rồi. Tại sao hôm qua lại nghỉ học vậy bóng? Cô cho hỏi rồi đấy các bạn ơi. Cô giáo bắt đầu hỏi cậu ấy rồi đấy. Thì cậu ấy có cái suy nghĩ là như thế này. Cậu ấy tưởng đấy là chủ nhật các bạn. Úi trời ơi, đi học đến nơi rồi, rồi mới nghỉ thì lại tưởng là chủ nhật. Rồi cậu ấy nói là ui, có người mất này các bạn ơi. Ôi lời nói dối thật là kinh khủng các bạn ạ. Và một lời nói dối nữa đó chính là cậu ấy có hẹn hò với lại Wendy. Tức là bé Tư ấy các bạn ơi. Nhưng mà lời nói dối này không chắc là cô ra đã tin đâu ha. Mình nghĩ là lời nói dối của cậu này mà chân thật nhất đó chính là nghĩ rằng là hôm đấy là chủ nhật các bạn ạ. Rồi được rồi, trở về chỗ ngồi đi Bong. Tức là cô giáo cũng đã tin lời nói dối của bạn tóc xanh này rồi hả? Ui các bạn ơi, cậu này là đang vào trong giờ thi các bạn ạ. Và điểm của cậu ấy đang là C cộng các bạn ơi. Chưa chấm điểm nhưng mà anh game là biết luôn này các bạn ơi. Rồi thầy đang nhìn nè. Rồi ui cậu ấy đang nhìn bài của các bạn nè. Ui tôi thấy là không nên đâu nè. Ui cô thầy giáo ở trên mà thầy giáo không phát hiện được ra luôn ấy. Thầy ơi, ở dưới này là có bạn ấy là quay bài nè. Em trật tự đi Hà Sam, em làm bài tập xong chưa? Thầy không tin lời mình này các bạn ơi, mà mặc dù mình không nói dối luôn á. Các em phải nghiêm túc làm bài nghe chưa? Nếu mà để tôi phát hiện ra trường hợp nào mà quay cóp là tôi sẽ phạt đó. Ui các bạn ơi, thầy giáo đang nhìn ấy mà cậu bạn kia cậu ấy vẫn cóp bài được luôn nè các bạn ơi. Không biết là thầy giáo có nhìn thấy không nữa. Ui cậu ấy cóp bài xong điểm cậu ấy lên B cộng luôn này các bạn ơi. Uầy, kinh nè. Eo ơi, ui. Wow. Trời ơi. Ui thầy xuống này. Nè, Bông và bạn tóc cam, tại sao mà hai bài của bọn em mà giống nhau đến như vậy? Nope. À, thì thưa thầy là bọn em là học cùng nhau luôn thầy ạ. À. Từ sau ấy là em sẽ được ngồi học một mình nhá. Ui các bạn ơi, lời nói dối của cậu ấy là càng ngày càng đi quá xa rồi các bạn ơi. Không lúc nào cậu ấy không nói dối luôn các bạn ạ. Và mũi của cậu ấy các bạn nhìn này, cái thanh mũi của cậu ấy là rất là dài luôn á. Ôi nếu mà dài cộc thì không biết là hậu quả của cậu ấy phải nhận là như thế nào đây. Rồi và đây là một cái bảng mà điểm số của những người nói dối các bạn ơi. Yêu ơi, cậu bạn này vẫn điểm số rất là cao luôn, hơn 900 luôn các bạn ơi. Nhưng mà cũng có rất nhiều người đứng ở vị trí thứ nhất các bạn ạ. Thế thì không biết ấy, là người ta sẽ nói dối kinh khủng đến mức độ nào nữa. Tất cả đứng nghiêm. Ui cô giáo vào lớp rồi các bạn ơi. Yo, cậu bạn này đang muốn kéo ghế của cậu bạn ngồi trên này. Ui đừng. Ui tại sao cậu lại làm vậy? Là cậu ấy ngã rồi kìa. Bông, tại sao cậu lại làm ghế ngồi của tôi là bị dịch chuyển như vậy? Chính Bông là người kéo ghế đó, cậu đeo kính ạ. Cậu đừng có nghe Hà Sam nói. Không phải đâu, là do chân ghế nó bị gãy đây nè. Sao cậu ấy có thể nói dối như vậy được chứ? Không đúng đâu. À ừ đúng rồi, không đúng đâu. À có con rắn ở trên đó. Ui cậu bạn kia sợ chạy hết hồn rồi kìa các bạn ơi. Đúng rồi. Ui nhìn này, mũi của cậu bạn ấy gần dài đến cọc rồi các bạn ơi. Rồi và điểm số của cậu ấy ngày càng thăng hạng bởi vì lời nói dối của cậu ấy càng nhiều các bạn ơi. Ui ở đây có một đám bạn đang đánh nhau. Các cậu không được bắt nạt người khác chứ. Làm ơn hãy cứu tôi với. Mình mà bây giờ mà đi ra cứu cậu ấy kiểu gì cũng bị tụi kia nó đánh. Thôi tốt nhất là mình chạy trốn. Không được chạy trốn đâu. Tại sao lại như vậy chứ? Cậu tóc xanh này đúng là ích kỷ mà các bạn ơi. Rồi bây giờ thì cậu ấy đang đi nè. Bây giờ ơi, gặp các cậu. Con chào cô ạ. Nhưng mà cậu không chào cô luôn các bạn ơi. Ui cậu đi vào đây này, tự dưng lái thay đổi bộ tóc luôn này các bạn ơi. Rồi bây giờ cậu ấy thay đổi bộ tóc rồi các bạn ơi. Ui gặp thầy nè. Rồi. Cậu ấy chạy nhanh đi đến đây. Đây là một cái cửa phòng các bạn ơi. Rồi vẫn là ở trường học luôn các bạn ạ. Rồi bây giờ là bạn của cậu ấy đang nói cái gì đây? Bài kiểm tra của bạn sao rồi? Ai tớ làm đi đơn giản ơi. Chắc chắn là điểm của tớ sẽ tốt. Bây giờ ấy, cậu hãy đưa cho chúng tôi 100 đô và hai tôi sẽ giúp cậu ở các bài thi tiếp theo. 50 đô thôi. Các bạn ơi, đây là một cuộc giao dịch các bạn ạ.
thỏa thuận nhau chép bài của nhau. Mẹ ơi, cho con xin mẹ ít tiền được không? Nhưng mà tại sao con cần tiền? Con cần mua đồ ăn ạ. À mà không, con cần đóng học mẹ ơi. Mẹ của cậu ấy đưa cho cậu ấy tiền rồi nè. Vậy là cậu ấy đã có tiền các bạn ơi, rồi cậu ấy sẽ đưa cho các bạn cậu ấy. Và sau đó thì là gian lận trong kỳ thi. Ôi, dừng ngay cái trò chơi game này lại. Cậu ấy suy nghĩ ra một cái gì đó đây các bạn này. Rồi. Ui, cậu ấy muốn chôn bố mình các bạn ơi. Em ơi, thì bây giờ cậu ấy là có một cái chai nước nhưng không biết là chai nước này để làm gì luôn ấy. Ôi, cậu ấy để trên đỉnh. Wow. Em ơi. Rồi. Nguy hiểm này các bạn ơi. Quá là nguy hiểm luôn ấy. Rồi. Ôi, cậu ấy bôi keo ở đây. À, cậu ấy còn bôi keo ở đây để cho tay bố dính vào đây nữa. Nguy hiểm quá các bạn ơi. Nếu mà bố bạn đấy biết bạn đấy chôn như vậy, chắc chắn là bạn đấy sẽ bị một trận đòn như tử luôn ấy. Rồi, tiếp theo là một ngày hôm sau. Ui, wow, hình như cậu ấy còn tè ra hồ bơi nữa các bạn ơi. Nước xung quanh nó tè luôn nè. Có một cậu bạn đi đến rồi. Nè, Bông, có phải cậu ấy là tè ra hồ bơi đúng không? À, không phải đâu, ở đây là do nước ngọt nó đổ xuống hồ bơi. Mà trong khi đấy không thấy có cái chai nào đâu luôn ấy. Mà cậu ấy bảo là nước ngọt đổ xuống hồ bơi. Ai tin? Tôi không tin đâu, ở đây làm gì có ai bán đồ uống. À, cậu đi ra khỏi bể đi, kinh quá đi mất thôi ạ. Đấy, mình biết ngay mà, không ai tin cậu bạn này đâu. Trời ơi, cậu ấy lại xuống hồ bơi một lần nữa này các bạn ơi. Cậu ấy lại tè luôn. Và cô gái kia lại ra. Thì liệu cậu ấy lần này lại nói dối điều gì đây? À, thuốc nhuộm quần áo của mình ý mà. Rồi nó ra mà. Ui, ơi, mình rất xin lỗi. Ui trời ơi. Vậy là cô bạn kia đã tin lời nói dối của bạn Bong rồi. Rồi ok. Để tiếp theo thì bạn Bong sẽ nói dối những cái lần, những cái chuyện gì tiếp theo đây các bạn ơi. Bong, cô đã phát hiện dạo gần đây em rất hay nói dối và làm những cái trò mà chôn các bạn bè rồi cả thầy cô nữa. Nên là cô phạt em, từ mai em sẽ không cần phải đến lớp nữa. Em sẽ phải nghỉ học luôn. Tớ biết ngay mà. Hôm trước ấy cậu cũng nói dối tớ. Tớ không thèm chơi với người nói dối nữa. Các bạn thấy chưa? Bạn Bong ấy là ấy, nói dối nhiều quá. Mũi bị dài ra. Rồi còn bị cô phạt. Không có bạn nào chơi cùng nữa luôn ấy. Còn các bạn ở ngoài đời, các bạn khi mà nói dối ấy, tuy mũi của các bạn không bị dài ra, thế nhưng mà nếu mà các bạn nói dối nhiều lần ở ngoài đời ấy, thì các bạn ấy sẽ không được ai tin tưởng nữa. Và bố mẹ này, anh chị này, bạn bè sẽ không ai muốn chơi với mình nữa đâu. Vậy nên ấy, các bạn ấy khi mà chuẩn bị nói dối rồi thì các bạn nên cân nhắc lại và tuyệt đối không được nói dối bố mẹ, ông bà, thầy cô rồi bạn bè nữa đâu nha. Và video của Hà Sam đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.